Anh nhớ cái lần đầu tiên anh đi ship con gì không? Lần đầu tiên anh ship một con thông kín. Lần đấy là lần chạy đầu hàng nhà anh phân phối công ty đúng không? Đúng rồi. Con đấy là con nhớ là con 5 tấn nhỉ? 5 tấn thùng kín. 5 tấn thùng kín ship hôm đấy là nhớ về Phú Thọ hay về đâu nhỉ? Về Phú Thọ, về chỉ Phú Thọ. Anh vừa quay phim xong á, mà bác ấy gọi điện đặt luôn đấy. Đấy, con 5 tấn đấy. Nhưng mà hôm nay sẽ lên 6, không phải 5 tấn, to hơn một tí. Tổng mét 15. Thế thì con này là 7B. 7B. Hakolin 700B. Thùng kín. Thùng kín này thì thường chạy hàng phân phối đồ điện tử, đồ gia dụng. Rồi là cái này mà chạy hàng khu công nghiệp là anh thấy nhiều lắm đấy. Cứ xuống dưới dưới chỗ Samsung hay là V-Ship Bắc Ninh thì đúng là đây rồi. Con này rồi. Con này nó có cửa lách nữa. Rồi con này có thêm cửa lách. Xe thùng kín này là anh em nên chọn những chiếc xe mà đã được đóng cửa lách như thế này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Đấy, rất nhiều những chiếc xe người ta không làm cửa lách này, đến khi chúng ta về chúng ta làm hoán cải nó rất là phức tạp. Đấy, lại mất thêm tiền. Đấy. Chiều dài thùng là 6m15 và chiều ngang là con này phải được 2m, được 2m3 thôi nhỉ? Nhớ không nhầm. Được khoảng đấy, tầm đấy. 7m7 này. 9 này. Tầm 2m3 đấy. Tầm 2m3, chiều cao tương đương chiều rộng. Cao hơn chút. Thường thùng kín thì nó được chiều cao hơn. Nó tầm 2m5, tầm đấy. Thì với mẫu xe như thế này thì chúng ta cần lưu ý những điểm gì? Đầu tiên thì nó về thân vỏ, thứ hai về máy móc, thứ ba về gầm sàn và thùng bệ cũng như là nội thất. Ngày hôm nay thì nó là một chiếc xe thùng kín, thì em có thể chia sẻ với các bạn đây là tìm một chiếc xe thùng kín như thế nào để mà nó đẹp đấy. Cơ bản thì đây là một chiếc xe thùng kín, lên chọn những xe thùng nhà máy này bán nó dễ và có cửa lách thì bán nó dễ và nó thuận tiện để bốc xếp vỡ hàng đấy. Cũng như là về phần động cơ thì thường những chiếc xe thùng kín thì nó sẽ đẹp hơn và máy nó đẹp hơn những xe thùng bạt đấy, tại vì là nó chở hàng chuyên dụng, nó không phải là đi quá là nhiều hay là đúng ạ, sử dụng nó khai thác quá nhiều. Thì đây anh em có thể nhìn thấy là phần động cơ, đây là phần động cơ này. Phần động cơ thì như chiếc xe 700B này thì anh em có thể thấy tất cả những từ đầu con ốc, một dấu sơn bảo hành nó vẫn còn nguyên đấy, máy móc nguyên zin đấy, và nó khi mà chúng ta ga lên nó không có hơi thừa cũng như là vào số má ngọt ngào là được đấy. Chút nữa thì mình thử phần số sau đấy, khi mà mình lật cabin lên thì xem luôn cả những cái phần ở dưới cabin này đấy, cua lốp cho đến những phần chống ồn này, những chiếc xe mà đi nó giữ gìn là những phần chống ồn này nó chưa bị sờn tách nhiều, cũng như cua lốp nó không bị mọt mẹt, tại vì đơn giản những lốp này nó bắn nước lên cua lốp, nếu mà không rửa đánh kỹ là vài năm thôi, vài tháng thôi nó bị mọt rồi. Thì thêm nữa là đây anh em có thể xem đây tất cả những phần lốp này, lốp của dòng 7 tấn này thì nó khá là có giá và lốp là thương hiệu đấy. Đây Benetton. Con này là lốp bao nhiêu đây? Con này chắc chỉ được lốp 8 thôi. 8, nó vẫn là lốp 8. Con này chỉ được lốp 8 thôi. Những dòng A nó mới là lên lốp 9. Đúng rồi. Những dòng B là lốp 8. Con này chỉ lốp 8 thôi. Lốp C nhíp, lốp 8. Nhíp thì nguyên bản các bác nhé. Nhíp này thì nguyên bản luôn, không độn, chưa độn nhíp. Đằng trước vẫn là những nhíp nguyên bản, đằng sau chắc chắn vẫn là nhìn thấy cái chữ giống ký hiệu kia. Những cái ký hiệu chữ kia là nguyên bản của nhà máy ra. Nhíp đôi. Đấy. Nhíp 2 tầng. Đằng sau nó vẫn là nhíp 2 tầng. Sau thì nhíp 2 tầng rồi. Cộng sản nó tốt hơn. Đó. Phần lốp của chiếc xe này nói chung đẹp là cả anh em ạ. Đẹp cả dàn các bác. Một quả thì nó bây giờ giá thị trường nó rơi vào tầm bao nhiêu anh nhỉ? Một quả này thì như lốp 8 mà loại này thì nó rơi khoảng độ tầm 7,5 triệu. 7,5 triệu bây giờ. Quả là chưa xong. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 quả lốp. 8 quả lốp trừ 2 quả dự phòng là 6 quả lốp thì mua một chiếc xe mà được cả dàn lốp này thì chúng ta cũng lợi hơn rất là nhiều rồi. Đúng rồi. Về cái giá cả thì thực tế năm nay thì cái giá cả của dòng Olin này nó là có xu hướng lên giá. Nó lên giá luôn. Nếu mà thời điểm năm ngoái thì nó chỉ rơi vào đâu đó là mình bán ra năm nay là 400 7B này, con này 2020
15 anh em một đây. Chính xác là 2015. 2015 thì giá thị trường bây giờ thì nó lùi đi, nó xuống còn khoảng 385 triệu. 385 triệu đến 395 triệu tùy từng xe. Như thế là có thể sở hữu một chiếc xe nó tốt rồi. Đấy là máy móc nguyên zin, điều hòa đầy đủ. Đấy. Thì về cơ bản là như vậy thôi. Cơ bản như vậy, một thùng rau của thằng 700B này thì như hôm qua có bác hỏi là 700B thì 100 km nó rơi vào tầm bao nhiêu lít dầu nếu nó đủ tải, và bình dầu này nó chứa được bao nhiêu lít dầu. Thì hôm qua anh đi thực tế con 5B với lại 7B thì bình dầu nó có khác nhau đấy. Nó khác nhau, có khác nhau. Bình con này được 80 lít. Bình con này được vào 60 lít. 60 lít này bằng K3000 á? 60 lít, con đấy bình 5B là được 60 lít. Con này là được 80 lít. Con này 80 lít. Con anh này nếu mà anh đã chạy rồi, ngày xưa anh cũng chạy hàng phân phối thì con này 100 km rơi vào tầm bao nhiêu lít nếu đủ tải đường trường? Đường trường đủ tải thì nó rơi vào độ khoảng độ tầm, nếu mà người đi lái già thì nó khoảng độ 13 đến 15 lít. Tùy còn bật điều hòa hay không nữa. Đấy, còn phụ thuộc vào. Nếu đường Hà Nội đấy, đường phẳng không đèo dốc. Nói chung là cho quãng đường như quốc lộ 1A thì nó rơi tầm đó. All-in này tiết kiệm mà. Như hôm qua anh chạy con 5B đi vào Quảng Bình nhá, anh tính ra so nó ăn dầu còn ít hơn K3000 leo đèo. Cái dòng này thì nó có gương kép ở đây. Đã lên được gương cao. Gương cao mà nó có gương kép ở đây, nó hai gương. Riêng dòng All-in 7B thì nó sẽ sản xuất như thế này. Nó sẽ sản xuất là gương lồng. Lồng hai gương vào với nhau các bác nhé. Đây nó sẽ lồng hai gương như này. Riêng dòng 7 tấn. Đấy, nội thất thì vẫn như này. Lên phanh hơi lốc kê rồi. À. Có lên phanh hơi lốc kê, dòng 7 tấn lên phanh hơi lốc kê rồi. Đã có lốc kê từ nhà máy. Đấy, từ nhà máy. Nội thất đây các bác có thể thấy nó vẫn nguyên bản luôn như chiếc này. Đấy. Đấy. Các bác nào mà đang chạy có nhu cầu chạy khu nhà phân phối hoặc là chạy các cái khu công nghiệp thì đây là một lựa chọn cho các bác. Đây. Đây. Anh em muốn xem xe có đâm vai không thì giật cái răng này ra. Đấy, nhìn vào cái phần này nó có đinh bấm chạy dài tất cả, nó là cái phần bảo hành của nhà máy, và tất cả cánh cửa này nó có phần keo chỉ. Nhá. Còn nếu mà xe mà không có keo chỉ chắc chắn là cánh khay rồi. Khẳng định luôn, xe đã nào chỉ mà to như cái đũa ấy, chỉ mà to như cái đũa đấy. Như hôm anh vào xem một con ở trong Thanh Hóa ấy, em ạ. Anh tự nhiên anh thấy một bên cánh chỉ bé ti, một bên chỉ đúng bằng ngón tay út như này đặt vào. Hôm anh đặt dấu hỏi. Có sự tương đồng rồi. Mình đặt một dấu hỏi là sao bên trái bên phải nó lại khác nhau thế này. Xong chốt cuộc lại là cái một cánh cửa đã bị thay. Một cánh cửa đã bị thay, nếu mà các bác bình thường vào xem thì chắc cũng không biết. Tất cả đằng sau gáy đinh bấm cũng có hết. Màu trắng như màu trắng như trước này thì vẫn là sơn nguyên bản nhé. Nguyên bản luôn. Sơn anh nguyên em bản. Cần mỡ hơn thì đánh bóng thì nó trắng được luôn. Đó. Đây nó là trắng lì, trắng nguyên bản luôn, từ ba lần sốc luôn. Chiếc này thì cũng mới về bãi được. Nói thêm về cái phần phù hiệu định vị thì lần trước, ngày xưa anh chạy thì cái phần phù hiệu định vị nó như thế nào, anh em có thể tư vấn cho anh em. Cái phần phù hiệu định vị này đối với các bác chạy kinh doanh nhỉ? Các bác chạy kinh doanh thì nên gắn cái phù hiệu định vị này để nó nói chung là mình sẽ đỡ gặp rắc rối hơn khi đi đường, giá thành nó rẻ thôi các bác ạ. Nếu mà các bác kinh doanh nhá, còn các bác nào không kinh doanh thì thôi không cần, mình bỏ qua cái phần này nhá, phù hiệu và định vị đấy. Còn có nếu mà đã đăng ký kinh doanh thì có dấu tích ở trong đăng ký đăng kiểm thì các bác cũng nên lắp đặt, và những chiếc xe trên 5 tấn thì bây giờ bắt buộc là phải có rồi. Đấy, như chiếc này của em thì cũng đã có sẵn rồi các bác nhé. Các bác mua về là chỉ việc chạy thôi. Đấy. Còn về tham khảo thêm thì về chiếc 7B này thì ngoài thùng lửng này, ngoài thùng kín như thế này, em xin lỗi không phải thùng lửng, ngoài thùng kín như này, thì như hôm nọ cũng có bác có nhu cầu là hỏi cái chiếc này về có thể bán lại, bát lại chiếc thùng này. Đấy, và sử dụng để đóng cẩu thì em thấy nó cũng hợp lý. Đấy, anh thấy nó như thế cũng hợp lý em ạ. Bát lại chiếc thùng này. Con này bán thùng đi được mà. Bán thùng riêng ra. Rồi chúng ta lại vẫn không phải hoán cải. Đằng nào cũng vẫn hoán cải mà mua thùng bạt cũng hoán cải. Mua thùng kín sẽ rẻ hơn được. Đâu đó cũng 5-7 triệu. Đúng rồi. So với thùng bạt. Đấy, xong rồi bán cái chiếc này đi. Quan trọng và đấy, bán chiếc này đi và đằng nào cũng đóng một cái thùng mới cho nó. Anh thấy như thế là con cũng hợp lý. Con này được thùng dài. Con này được thùng dài. Dài. Đóng con này mà đóng cẩu lên là nó vẫn còn vào 5m7, 5m6 thoải mái. Thùng dài. Đấy, đóng cẩu lên là các bác vẫn chở được những cái cây 6m được. Đấy.
này nó được chế hết rồi, chế cắt mát, cắt nước đầy đủ hết rồi. Nói chung là những chiếc thùng kín mà về đến salon nhà em thì đa số là những chiếc thùng đẹp nha các bác nhé. Yên tâm là xe đẹp, thùng kín thì mới mua về đến bãi. Đấy, các bác có thấy này, những cái form vẫn còn nguyên nhỉ, chưa mất form, form nguyên luôn nhé. Những cái form này thì không thể thợ nào gò được, những cái form đồng cong như này. Kể về câu chuyện ngày hôm qua anh đi ship xe đấy, bảo là ship đến nơi đấy, anh em cọc tiền trước ship đến nơi là anh em nhờ thợ ở Thaco ra kiểm tra xe cho anh, câu chuyện như nào anh kể chuyện anh kể chuyện cho em nghe. Tức là hôm qua anh kể chuyện cho em nghe là hôm qua anh ship một chiếc 500B. Đấy, anh em mình ngồi đây kể chuyện nào. Ship một chiếc 500B về Quảng Bình đấy, thị xã Đồng Hới, thì anh đánh vào đến nơi, thì bác chủ bác bảo là anh cứ đỗ xe ở đây vào uống nước, bác cũng cẩn thận nhá. Bác sinh năm 94, người Thanh Hóa, vào Quảng Bình làm. Thế là mua nước uống, mua bò húc uống đàng hoàng. Anh thấy mua 6-7 lon, mình ở thế ơ anh mua nhiều thế, à anh có hai ông bạn đến, anh có hai ông bạn đến. Thế là ông ấy một lúc sau thấy có hai bác, có hai bác mà thấy mặc áo chữ Thaco đi vào, bước vào. Bước vào thì anh cũng bình thường chào hỏi, anh vẫn ngồi uống nước, cả hai ông ấy xem. Xem một lúc các bác lật lên kiểm tra, cũng nhưng mà các bác ấy không biết giật giòn keo chỉ gì đâu. Những cái đường giật này em kể các bác là mấy bác Thaco bác không giật ra đâu. Bác chỉ lật lên bác sờ sờ, xong rồi bác lấy tay bác gõ gõ như này thôi. Gõ đấy. Nhưng mà em một điều buồn cười nhất là em thấy các bác em mang máy kẹp ra, bác kẹp khí thải. Với bác ấy kẹp điện, đo dòng điện ở máy phát thì em chưa hiểu các bác ấy đo như thế để tác dụng để làm cái gì không biết. Câu chuyện cũng là một cười các bạn. Xong rồi xong rồi các bác vào, các bác phát biểu với em một câu như này: thôi nó không chảy dầu là được rồi chú ạ, cứ máy móc mà anh không thấy nó chảy dầu thế là ok rồi, do chiếc ok rồi, thế thôi. Thế là bảo bác chủ là anh ưng rồi thì quyết thôi, giá cả bàn với em nó rồi thì cứ thế làm việc thôi. Ừ thì mình cũng thấy người ta thì thôi, bây giờ mỗi người mỗi nghề, các bác bảo các bác chuyên rồi thì mình cũng không dám múa dìu qua mắt thợ mà chỉ người ta, thì người ta cứ được việc cho mình thì là được, còn nếu mà người ta nói cái gì sai thì lúc đấy mình mới tính. Okay. Cũng nghĩ nó cũng buồn cười thế, nhưng mà đúng là nhờ thì các bác nhờ thì cũng nên nhờ người nào nó biết một tí, còn không thì thôi, đã đặt niềm tin vào chúng em thì cứ để chúng em ấy, chứ nhờ thợ như thế nó cũng buồn cười, vừa mất tiền. Cái người thợ sơn ấy, người ta sẽ biết về phần đồng. Đúng rồi. Những người thợ máy, người ta sẽ chuyên về phần máy. Đúng rồi. Tùy những chiếc xe anh bán hàng. Đấy, anh hai anh kia là hai anh bán hàng thì anh chỉ biết về bán hàng thôi. Đúng rồi, về giá thôi. Biết về giá thôi chứ làm sao mà biết về máy móc được. Đấy, nếu mà đâm ra là mất cho anh hai anh đấy là 1 triệu. À. Ừ, mất thuê hai anh 1 triệu đến, cuối cùng anh chỉ nói 3 câu thôi. Đi đo nồng độ khí thải làm cái gì? Đi đo nồng độ khí thải như là mình đi khám xe ấy. Trời ơi. Để xem là khí thải nó ra, ý anh là khí thải nó ra, xem là máy móc nó hoạt động nó ra nhiều khói không, để máy có tốt không. Em chưa thấy, chưa gặp bao giờ. Tùy đầu xe. Em chưa gặp như thế bao giờ. Xe đời thấp đời lẻ 304 hỏi máy đã ra chưa? Máy đã ra cả chục lần rồi. Đấy. Quan trọng là còn tốt hay không thôi. Thế nên là anh em mua xe thì có nhờ thầy thợ đi tham khảo nó cũng kỹ. Cái số của thằng này nó cũng khác với dòng xe Kia. Số này, số trên 7 này nó khác Kia này, và số trên 7 con 7 này thì nó cũng khác luôn dòng 5B. 5B thì có 5 số thôi. Còn 6 số, con này nó 6 số rồi. Thì nó thêm một cấp số nữa thì đi nó sẽ ấy hơn. Đi nó sẽ khỏe hơn. Mà máy nó to thì nó phải khác con K3006, khác con Hyundai. Cửa số của con này thì cũng không khác gì con Kia đâu, nó chỉ khác nó thêm mỗi là số lùi là mình phải đánh hẳn ra ngoài để thêm thôi, còn cửa số tiến thì vẫn thế. Của con Hyundai của K3006 là số 1. Ừ. Nó ngược sang. Nó ngược sang. Đấy, hôm nay anh em Covid không có khách. Khách có đến nhưng mà các bác toàn đến chiều thôi. Thế anh em khác con 720 new là lo các anh em dỗi ra đây chém gió, chém gió với nhau. Nó con này vẫn ga cơ mà. Hôm trước mình đi quay con 720 ga điện. 720 là ga điện. Đấy. Đấy. Thế thôi, hôm nay em chỉ muốn là giới thiệu là tại salon em đang có một con này. Mùa Covid rồi thì cũng đang muốn phát cái này cho các bác. Với giá cực kỳ yêu thương. Đấy, bác nào mà yêu thương cái em này thì cứ alo cho đấy. Đặt xe tải. Cái giá đấy cũng công khai, nhưng mà lên đây anh em vui vẻ thiện chí là có bớt.
Đấy. Câu bớt, chuyện bớt mỏi mồm. Câu chuyện chung cuộc là có kể chuyện gì đi nữa thì vẫn cứ phải vào chung kết là em vẫn muốn bán cái xe này. Tại vì bán xe thì mới có tiền làm YouTube được. Đấy. Rồi anh em mình xuống là chụp ảnh rồi đi về ăn cơm thôi. Đấy. Câu chuyện này rất là hết buổi sáng rồi các bác ạ. Ok buổi anh sáng em nhá. 700B. 700B cùng ký 2015. Là điều hòa đầy đủ thùng kín, giá cho anh em là 385 triệu, cần phát ngay hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải. Nhớ đăng ký kênh, follow kênh để theo dõi những video tiếp theo các bạn nha. Xin chào.